Ngày 26 tháng 11, Thánh Leonas ở cảng Maurice, sinh vào năm 1676, mất vào năm 1751. Thánh Leonas, người được Thánh Alphonsus Liguori gọi là nhà truyền giáo vĩ đại của thế kỷ 18. Cũng là một tu sĩ Francisco, cố gắng đến truyền giáo ở Trung Cộng nhưng thất bại, và Ngài đã thành công lớn trong một số công việc khác. Cha của Leonas là một thuyền trưởng mà gia đình sinh sống ở cảng Maurice, nằm về phía đông bắc của bờ biển nước Ý. Vào lúc 13 tuổi, Leonas đến Roma sống với người chú là Agostino và học tại trường Roman College. Leonas là một sinh viên giỏi mà cha mẹ muốn Ngài theo đuổi ngành y khoa. Tuy nhiên, vào năm 1697, Ngài gia nhập dòng Francisco, trái với sự chống đối quyết liệt của người chú. Sau khi thụ phong linh mục, Leonas bị mắc bệnh lao và được gửi về nhà để tịnh dưỡng hoặc chờ chết. Ngài hứa rằng, nếu được khỏi bệnh, Ngài sẽ tận hiến cho việc truyền giáo và hoán cải kẻ tội lỗi. Không bao lâu, Ngài được lành bệnh và bắt đầu quãng đời 40 năm tận tụy rao giảng trong các cuộc tĩnh tâm, trong mùa chay và trong các cuộc canh tân giáo xứ, tuần đại phúc trên toàn nước Ý. Cuộc tĩnh tâm thường kéo dài từ 15 đến 18 ngày và Ngài thường ở lại thêm một tuần nữa để giải tội. Sau những lần tổ chức tĩnh tâm để duy trì lòng đạo đức sốt sắng của giáo dân, cha Leonas thường cổ võ việc ngắm đàn thánh giá, mà thời ấy rất ít người tham dự. Ngài cũng thường rao giảng về thánh danh Giê-xu. Cha Leonas được phong thánh vào năm 1867. Vào năm 1923, Ngài được đặt làm quan thầy cho những ai chuyên đi giảng về tuần đại phúc. Lời bàn: sự thành công của một người đến rao giảng trong buổi tĩnh tâm thì tùy thuộc vào lòng nhiệt thành của họ có bền bỉ với thời gian hay không. Điều khác biệt là sự hoán cải của người tham dự. Đối với Thánh Leonas, việc ngắm đàn thánh giá và xưng tội thường xuyên sẽ giúp giáo dân giữ được lòng đạo đức mà Ngài đã khơi dậy qua lời rao giảng. Lần sau cùng bạn ngắm đàn thánh giá là khi nào? Lời trích: có lần Thánh Leonas nói, nếu vào lúc tôi chết, Thiên Chúa khiển trách tôi vì quá nhân từ với kẻ tội lỗi, tôi sẽ thưa lại Chúa Giê-xu, nếu nhân từ với kẻ tội lỗi là một sai lầm, thì đó là sự sai lầm con học được từ Ngài. Vì Chúa không bao giờ khiển trách bất cứ ai đến với Ngài để xin được thương xót. Trích trong cuốn sách Leonas ở cảng Maurice.